kiến thức của QTS này rất thực tế, rất sát thực tế. Mình rất là appreciate từ cái môn mà Human Resort này rồi đến cái môn Business rất là thực tế. Mình coi bạn học thì bạn hỏi những cái câu của mình thấy như là một cái giống như là sắp sửa một test một cái ứng viên để vào công ty hay là như thế nào đó, rất là thực tế. Và mình thấy cái chương trình này thực sự hay đó cô. Chị cũng đánh giá rất là tốt cái chương trình ở đây. Và cái thứ nhất về thời gian, chi phí và tạo cho sinh viên có cái khả năng là tự học nhiều hơn. Chị cảm thấy rằng là rất là hạnh phúc khi mà con nó biết được đến cái chương trình QTS. Thứ nhất là về cái mặt tài chính là nó rất là đỡ cho gia đình. Thứ hai đó là theo cái quan điểm của mình cũng là một cán bộ bên trường đại học kinh tế, thì mình nhìn thấy là cái cách giáo dục của QTS là nó tượng trưng trong cái giáo dục của một nước Úc đấy. Các em chỉ cần học xong cái chương trình 11 và nên, theo tôi nếu mà đủ trình độ, các em nên tham gia QTS để lấy cái bằng của QTS và sau đó các em học bất kỳ một cái trường đại học nào ở Việt Nam. Bởi vì Việt Nam mình bây giờ đang mở cửa rất nhiều các cái trường đại học có thể đáp ứng được nhu cầu của các em khi các em thực sự có đủ trình độ. Còn trong quá trình học, thật sự mình thấy bé nó tiến bộ này nọ thì gia đình rất là hài lòng về vấn đề mà học hành của con, rồi nhất là giáo viên rồi tất cả anh chị hỗ trợ cho bé rất là nhiệt tình để mà đạt được cái thành quả như ngày hôm nay.